Vâng, mình đang đứng ở cái hồ Đại Lãi ha. À, cái resort Lamego bên thuộc nằm cạnh bờ hồ Đại Lãi ha. Thì đây là cái khu mà gọi là team building. Nhìn để cho các bạn xem xíu nha, đây là cái nơi cái bồn nước này chắc là vô đó nằm trong đó xong mà lăn ra ngoài ngoài hồ á. Cũng rất là hay ha. Đây, cái hồ này thì một trong những cái hồ mà là nhân tạo lớn nhất của miền Bắc á. Đây, nãy các bạn xem rồi đó. Đây là bên trong ha, giờ bây giờ mình đi ra cái cầu này, có rất nhiều cái điều hay ngoài đây các bạn ha. Đây ra giữa hồ. Nhưng mà trước mắt mình phải coi xung quanh đây coi. Ở đây các bạn nhìn ra cái hồ ngoài kia thấy do mặt trời nó chiếu thẳng xuống xuống cái mặt hồ làm nước nó hay à, nước nó trắng đục, không đẹp gì hết. Tuy nhiên một lát nữa các bạn sẽ thấy được khác biệt ha. Đi ra hồ. Rồi, chắc bạn xem trước cái thiết bị chơi này ha, tôi nghĩ là hấp dẫn đấy. Nếu mọi người lên đây ở trong cái phao này nằm đây nè, xong rồi lăn này cái này ra ngoài ngoài biển. Lăn ra ngoài bên hồ cũng hay á các bạn ha. Nó không có ướt đâu. Hoặc là có ướt nhưng mà không có bị chìm ở trong này. Có những cái van. Nha. Thì chiều nay chắc hoặc ngày mai thế nào cũng có cái người ta chơi cái môn này thì mình sẽ cho các bạn xem. Rồi. Tiếp tục nha các bạn, mình đi trên cầu. Đây cái cầu. Mình đang đây, đây là chiếc thuyền. Thuyền giống như thuyền miền Nam gọi là thuyền ba lá. Cỡ đó. Trên đây nó có bốn chiếc bốn cái máy dầm gọi là bốn cái thiết bị chèo á. À, các bạn thấy không? Rồi, này cũng có chiếc vậy ha. Giá này nãy giống như là 100.000 một người các bạn, cũng đơn giản thôi, dễ tính. Cứ 100.000 người chơi trong vòng 1 giờ, bốn chiếc bốn năm cái hai bốn năm năm cái chiếc cái máy máy dầm này đó. Thì 500.000 1 giờ mà cứ bơi thôi, ai chơi gì đó chơi bơi tự bơi xung quanh hồ. Rồi đây là chiếc cano ha, chắc này mắc tiền á. Rồi đây trên tay phải trước đi, trên tay phải chúng ta lại có cái này là có cái một cái bàn tròn lên đó có phao nó ngồi đó ha. Rồi như có cái máy nó chạy ra ngoài ngoài giữa hồ hay sao đó, chứ không phải là treo, chứ không phải là neo ở đây không. Thì cái đó ngồi trên đó rồi uống cà phê trên đó mới cho cái máy nó chạy ra ngoài ha, giữa hồ rất là hay. À, có tự lái luôn à, cái máy này tự lái luôn nè. Rồi mình cho bạn xem nha. Đây. Đó, leo lên đây ngồi cũng cà phê xong rồi có cái máy tự lái luôn, không biết tự lái hay là người ta lái cho mình, chắc người ta lái chứ mình không biết lái. Nó gọi là Leisure Boat, không hiểu là gì luôn. Hay nha, cứ 100.000 người vậy bác, dễ tính. Đây mình nhờ những cái xuống mấy cái thuyền này. À, bước lên đây ngồi đây để mình trải nghiệm, mình bước xuống cho các bạn xem nha. Đây là còn chiếc thuyền.
Thuyền này có người lái bằng vô lăng ha. Đó. Tiếp tục các bạn, mình ở đây. Thì đây là bên đây chính là những cái chiếc, cái này là gì? Thuyền xe đạp. Có cái nó đạp nó đó đạp xong rồi chắc giống con vịt, đạp đạp vịt chứ, mà thường mình cứ chơi ngày xưa á. Đạp 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 vịt chứ. Đạp. Rồi có hai cái mà vàng hai bên để mà giữ cho thăng bằng. Còn nếu không có hai cái vàng hai bên giữ thăng bằng thì có cái loại thuyền này là nó, các bạn thấy hai chiếc thuyền nối với nhau bởi cây sinh sắt và có hai người đạp. Cái này mệt ạ, đạp này nó đạp đều nha, không đều là kẹt lắm ạ. Nó xoay vòng vòng á. Này. Này. Đây có nhiều như vậy. Tôi nghĩ chắc cũng 100.000 một người một giờ. Dễ tính. Rồi, các bạn thấy nha. Ở đây là đây cũng chiếc thuyền chở 6 người. Thuyền chở 6 người, nãy họ tính là cứ 100.000 một người, kể cả tài xế bắt tài, nghĩa là 700.000. Họ sẽ chở mình đi. Đây, bắt đầu nha các bạn, mình thấy là các bạn nhìn thấy là ở ngoài nhìn vào bên trong nè. À, các bạn thấy mặt nước hồ nó xanh ha. Đẹp hơn là hồi nãy các bạn thấy rất nhiều ha. Tại vì hồi nãy các bạn thấy là hồ nó nhìn nó chiếu ánh sáng chiếu từ trên trời chiếu xuống thôi, cái mặt hồ nó mà đục, giờ nó màu xanh rồi nè. Rất đẹp á, cái hồ mặt nước bây giờ rất đẹp. Nên cái này muốn đẹp thì phải cái mặt hồ nó phải cái môn chất chụp bằng sáng mới đẹp được. Đây các bạn thấy không, đứng ngoài hồ, ngoài giữa hồ mà quay vô bên trong thấy rất là ấn tượng ha. Wow, có chim bồ câu bay kìa. Bay. À, đây cái bờ hồ đẹp không? Ấn tượng không? Đấy. Đây là hồ Đại Lãi ha. À, mình đang đứng trong cái resort 5 sao thuộc hàng top của thế giới. Vâng, nhưng mà cái sạn này, cái resort này hiện giờ là bị Covid nên dẫn đến các bạn thấy vắng người nước ngoài. Chúng tôi là nước ngoài họ đến đây nhiều, tại vì họ mang được đánh giá bởi chuẩn thế giới là một trong 10 cái resort đẹp nhất hành tinh. Rồi, các bạn nha. Bye bye các bạn nha.